Trong khi tình hình về dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, những tin đồn được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội đã góp phần gây ảnh hưởng xấu, tạo ra khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Vì vậy, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại nước ta, đã có không ít người phải nhận hậu quả xứng đáng vì không kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, đăng tải lên mạng xã hội. Thì mới đây lại xuất hiện thêm một trường hợp đăng tin giả lên mạng xã hội khiến nhiều người quan tâm. Một tài khoản mạng xã hội mang tên NT đã đăng tải bài viết về việc những người nhóm máu O sẽ không bị nhiễm COVID-19. Sau đó, tài khoản này còn kêu gọi điểm danh những ai có cùng nhóm máu O như mình. Bài đăng này đã nhận về nhiều tương tác và chia sẻ. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng đã nhận thấy thông tin mà bài đăng trên đưa ra hoàn toàn sai sự thật. Do đó, chủ tài khoản NT đã bị Công an quận Hà Đông, Hà Nội triệu tập tới trụ sở và bị xử phạt 10 triệu đồng do đăng tin sai lệch. NT đã nhận ra vi phạm của mình và xóa bỏ bài đăng, cũng như cam kết sẽ không tái phạm việc đăng tin đồn chưa kiểm chứng lên trang cá nhân. Sau khi thông tin cô gái đăng tin đồn về việc người nhóm máu O không nhiễm COVID-19 đã bị xử phạt 10 triệu đồng do cung cấp thông tin sai lệch lên mạng xã hội, có rất nhiều cư dân mạng bình luận về sự việc này. Tất cả mọi người đều ủng hộ mức phạt được đưa ra, đồng thời coi đây là một bài học cho việc cẩn thận, xác minh độ chính xác của tin tức trước khi chia sẻ lên trang cá nhân.